Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của việc cân bằng giữa năng lượng tính nữ và tính nam bên trong cơ thể của người phụ nữ và làm sao để cô ấy có thể làm được điều đó để có thể có một cái cuộc sống cân bằng, hạnh phúc, viên mãn hơn cũng như là có thể xây dựng được những cái kết nối sâu sắc giữa bản thân mình và những người xung quanh. Bản thân mình cũng là một người phụ nữ và mình đã đi trên hành trình healing, chữa lành, quay về bên trong cũng như là cân bằng năng lượng này được 4 năm rồi. Thế nên rằng là mình rất là hiểu được cái sự trăn trở cũng như là cái khó khăn của các chị em phụ nữ trong cái việc mà có thể cân bằng được năng lượng và cũng như là chữa lành được cho bản thân mình. Bởi vì chị em phụ nữ chúng ta là mặt trăng, thế nên chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi chu trình của mặt trăng, lúc tròn, lúc khuyết, lúc lên, lúc xuống. Thế nên rằng là các chị em phụ nữ sẽ thấy chúng ta rất là dễ thay đổi tâm trạng này, rất là dễ thay đổi tính cách, hoặc là có lúc thì các bạn sẽ thấy bản thân mình rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, yêu thương, hoặc là thậm chí còn dễ bị phụ thuộc cảm xúc lên người khác và dễ bị lụy nữa cơ. Thế nhưng mà sẽ có những lúc chúng ta lại rất là mạnh mẽ, độc lập, lại gồng mình lên và không cho ai bước vào thế giới của bản thân mình cả. Và khi mà chúng ta dễ thay đổi liên tục giữa hai thái cực đó quá là nhiều mà không có được cái sự cân bằng thì vô thức ạ, chúng ta sẽ rất là dễ thu hút về những cái tình huống hoặc là những cái mối quan hệ mà để lại cho chúng ta rất là nhiều cái sự đau đầu và có thể để lại cho các bạn rất là nhiều tổn thương nữa. Thậm chí mình nghĩ đây là cái tình huống mà phải đến 80% mọi người gặp phải. Đấy là khi mà mọi người ở một mình hoặc là độc thân thì mọi người rất là vui vẻ, thoải mái, tự tin ở trong cái năng lượng của mình. Nhưng mà khi mà mọi người ra ngoài tương tác, nói chuyện với một ai đó hoặc là có một cái chuyện tình cảm nào đấy chẳng hạn thì mọi người lại vô tình rất là dễ bị phụ thuộc cảm xúc, suy nghĩ rất là nhiều và đôi khi còn đánh mất bản thân mình trong cái mối quan hệ đấy. Thế nên đối với một người phụ nữ thì cái việc có thể cân bằng được giữa hai năng lượng tính nữ và tính nam bên trong cơ thể vô cùng quan trọng để cô ấy có thể làm chủ được cái cuộc sống của bản thân mình. Như mọi người biết thì năng lượng tính nữ là năng lượng của sự yêu thương, nuôi dưỡng, lùi về đằng sau để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Thế nên trong vô thức những người phụ nữ hoặc là những cái người mang năng lượng tính nữ sẽ luôn luôn đi tìm kiếm một cái cảm giác của sự an toàn, cảm giác của sự bảo vệ và che chở. Bởi vì cô ấy muốn có thể được ở trong cái năng lượng tính nữ của mình mà, để được thoải mái, vui chơi, để được thể hiện hết tất cả những cái vẻ đẹp của bản thân mình, cái sự mềm mại nữ tính hay là cái sự gọi là yêu thương đằm thắm của mình mà không bị giới hạn. Thế nhưng bởi vì hai lý do khách quan và chủ quan, lý do khách quan đấy là bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà có khá là nhiều định kiến dành cho người phụ nữ, khiến cho người phụ nữ không thể nào có thể bung hết ra được cái vẻ đẹp của bản thân mình. Và cái lý do thứ hai đấy là cái sự mà không có ý thức trong việc lôi lên cái năng lượng tính nam bên trong của mình để trở thành cái năng lượng bảo vệ cho cái phần nữ tính bên trong của bản thân mình. Thế nên đôi khi nó sẽ khiến cho những người phụ nữ hay bị sống trong những cái nỗi sợ về việc là mình có bị phán xét không, mình có thực sự thoải mái để thể hiện bản thân mình không, sợ bị hiểu lầm này, sợ bị đánh giá, sợ mọi người bỏ rơi mình, sợ mình quá khác biệt, hoặc là sợ bản thân mình không được tôn trọng hoặc là không được nhìn nhận theo một cái cách nào đó. Và cái điều đấy vô tình nó khiến cho những người phụ nữ không thể nào có thể được hoàn toàn thể hiện hết tất cả những cái sự mềm mại và nữ tính của bản thân mình ra. Và đồng thời với điều đấy, nó khiến cho họ luôn luôn phải đi tìm kiếm một cái thứ gọi là hầm trú ẩn. Bởi vì cái sự thôi thúc của cái cảm giác muốn đi tìm một cái hầm trú ẩn đó thì chúng ta sẽ chia ra làm hai kiểu người phụ nữ. Kiểu đầu tiên đấy là họ sẽ đi ra ngoài kia này, tìm kiếm những cái người đàn ông mà mang những cái đặc tính khiến cho họ cảm thấy rằng cái người đàn ông này có thể bảo vệ được họ, hoặc là cái người đàn ông này có thể là một cái hầm trú ẩn an toàn cho họ. Với những người phụ nữ mang cái đặc tính như thế này thì họ có thể gặp gỡ những cái người đàn ông có thể rất là giàu có hoặc là thành đạt, có công việc ổn định này, hoặc là có rất là nhiều kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống, có tri thức, có học thức, hoặc là có cái cảm giác, có cái vibe nào đấy rất là an toàn, hoặc là bất kỳ một cái đặc điểm nào khiến cho họ cảm thấy rằng là à, cái người đàn ông này có thể bảo vệ mình được. Thế nhưng mà rồi khi mà họ càng vào sâu hơn, họ mới càng nhận ra rằng là cái người đàn ông này nó không thực sự kết nối với mình về mặt cảm xúc, họ cũng không thực sự chia sẻ với mình về mặt tinh thần, đôi khi họ còn không thực sự muốn giải quyết vấn đề cùng với mình, và rất là nhiều lúc cãi nhau là im lặng hoặc là không muốn có thể khắc phục được cái vấn đề, và cái mối quan hệ nó càng ngày càng xa rời, mình chỉ ở cạnh họ bởi vì cái sự an toàn đó thôi, nhưng mà họ không thực sự ở đấy về mặt tinh thần với mình. Và thậm chí rằng là đôi khi có rất là nhiều bạn sẽ còn bị kẹt trong những cái mối quan hệ độc hại nữa cơ, bởi vì bạn ấy có cảm giác như là chỉ có cái người đàn ông này mới đem tới cho
cho mình cái cảm giác như được là một đứa trẻ như thế, hoặc là chỉ có người đàn ông này mới khiến cho mình cảm thấy như là mình được thoải mái để được bộc lộ cái phần tính nữ của mình chẳng hạn. Chứ còn ở thế giới ngoài kia rất là đáng sợ, và mình không thể nào được hoàn toàn là chính mình khi ở ngoài kia. Thế nên rằng là mình cứ cần phải ở cạnh người đàn ông này, và càng làm như vậy nhiều thì các bạn lại càng bị kẹt nhiều hơn trong những cái tình huống mà các bạn không mong muốn. Đồng thời càng trở về sau nhiều, các bạn lại càng thấy rằng là mình cứ liên tục phải đưa ra những cái lý do để có thể bao biện cho người đàn ông ý, hoặc là mình cứ liên tục phải tự gaslight, thao túng tâm lý bản thân mình rằng là không phải đâu, chuyện này không phải như thế đâu, anh ấy không phải là người như vậy đâu, mình vẫn có thể cố gắng được, tiếp tục được, mình đây thực sự là một tình yêu lãng mạn. Và khi các bạn làm như thế quá nhiều thì rồi đến cuối cùng các bạn nhận ra rằng là vẫn chỉ là chính bản thân mình cố gắng gồng mình lên để đi tìm kiếm một cái sự bảo vệ nào đó, mà rõ ràng là anh ấy không thể nào cho bạn điều đó. Và thậm chí đôi khi có những người phụ nữ còn không có cái ý thức để gọi lên được cái tính nam để bảo vệ bản thân mình như vậy. Họ còn cố gắng chấp nhận, chịu đựng những cái sự đối xử bất công để bản thân mình có cảm giác như là ồ, có một người nào đấy đang bảo vệ mình, ồ, có một ai đó ngoài kia vẫn đang bảo vệ mình. Và để có được cái hầm trú ẩn này, tôi sẵn sàng bỏ đi hết tất cả những cái gì thuộc về con người, phẩm chất, danh dự hoặc là cái vẻ đẹp của tôi, chỉ để tôi có thể có cảm giác như là tôi đang có một cái sự an toàn nào đó. Chính bởi vì có rất là nhiều những cái sự nan giải trong cái nhóm thứ nhất, thế nên chúng ta còn sinh ra một cái nhóm thứ hai. Đấy là nhóm loại bỏ đi năng lượng tính nữ của mình, chỉ ở trong năng lượng tính nam. Thế nhưng mà cái năng lượng tính nam này lại không phải là để bảo vệ cho cái phần nữ tính, mà lại là để khẳng định bản thân mình và để chứng tỏ với thế giới này là tôi không cần ai cả. Thế nên chúng ta sẽ sinh ra những mẫu người rất là độc lập, mạnh mẽ, có ước mơ, ý chí, hoài bão, tạo ra rất là nhiều những cái thành tựu trong cuộc sống. Thế nhưng mà cô ấy không thể nào thực sự có thể mở lòng và tin tưởng được mọi người, hoặc là cô ấy không thể nào tạo dựng được những cái kết nối với gia đình, bạn bè, người thân, những người xung quanh. Cô ấy sẽ rất là dễ bực mình, cáu gắt, trigger hoặc là tức giận. Và thậm chí cô ấy sẽ liên tục hút về những cái người đàn ông mà cô ấy phải là người dẫn lối cho anh ấy, cô ấy phải là người chỉ đạo hoặc là kiểu là người bảo vệ của anh ấy luôn. Bởi vì cô ấy đã ở trong cái năng lượng tính nam của mình quá là nhiều, thế nên lúc nào cô ấy cũng đang nhìn thấy bản thân mình ở trong vai trò của một người gồng gánh. Và đôi khi khi mà cái năng lượng tính nam này nó trở nên quá cực đoan và độc hại, thì như các bạn thấy nó còn tạo nên rất là nhiều những cái chiến dịch nữ quyền khá là độc hại, hoặc là những cái làn sóng về nữ quyền cực đoan, nơi mà cái người phụ nữ gọi là loại bỏ đi hết tất cả những cái vẻ đẹp và khinh thường đàn ông, hoặc là khinh thường chính cả cái vẻ đẹp tính nữ bên trong bản thân mình, bác bỏ, chửi rủa, miệt thị cái vẻ đẹp phụ nữ. Hoặc là thậm chí đôi khi họ còn nghĩ rằng là nếu như mình không độc lập và mạnh mẽ lên như vậy thì bản thân mình sẽ không nhận được cái sự kính trọng từ những người đàn ông, hoặc là mình sẽ biến thành một cái trò tiêu khiển cho những cái người đàn ông. Thế nên mình càng phải gồng mình lên để thể hiện được cái uy quyền của bản thân mình. Và trong cái nhóm thứ hai này, thậm chí nó còn có một cái nhóm người vi tế hơn. Đấy là với những người phụ nữ mà họ sử dụng những cái lý thuyết về chữa lành, hoặc là sử dụng tất cả những cái phương pháp về sự tu tập, hoặc là những cái lý thuyết nào đó mà họ học được để họ áp dụng vào trong đời sống của mình. Nhưng mà thay vì áp dụng nó một cách minh triết thì họ lại sử dụng nó để đè nén đi cái năng lượng tính nữ của mình, để không dám thể hiện bản thân, hoặc là tự tội lỗi, tự xấu hổ, tự phán xét mình với tất cả những cái nhu cầu, mong muốn và tất cả những cái sự thể hiện cái năng lượng tính nữ, thể hiện bản thân mình ra về thế giới. Và lâu dần với những cái kiểu người thứ hai này, nếu như họ không thực sự tỉnh thức và biết rõ cái việc mình áp dụng những cái phương thức chữa lành hoặc là những cái lý thuyết tu tập vào trong đời sống của mình một cách tỉnh táo, thì nó sẽ khiến cho họ rất là khô cứng, trở thành một người bị khô héo từ bên trong, hoặc là thậm chí còn gây ra rất là nhiều những cái bệnh lý nan giải, những cái vấn đề về buồng trứng này, cổ tử cung này, về ung thư vú này, hoặc là những cái căn bệnh về phụ nữ, bởi vì cái sự thui chột trong cái năng lượng tính nữ của họ. Vậy nên như bạn nhìn thấy, bất kỳ bạn có muốn chạy sang thái cực nào, dù là đi tìm một người đàn ông hoặc là cố gắng gồng mình lên đi chăng nữa, thì đến cuối cùng nó vẫn có chung một vấn đề. Đấy là ở cả hai nhóm này, nó đều có chung một cái niềm tin tiêu cực. Tính nữ của tôi sẽ không bao giờ được bảo vệ, và sẽ không có một cái tính nam nào có thể bảo vệ được cho cái vẻ đẹp nữ tính của tôi cả. Dù là bạn có đi ra ngoài tìm kiếm một ai đó bảo vệ, bạn cũng sẽ không tìm thấy. Hoặc dù bạn có cố tình gồng mình lên để thể hiện ra như bạn không cần tính nữ, thì nghĩa là bạn cũng sẽ không bảo vệ được cái phần nữ tính của mình. Vẻ đẹp của một người phụ nữ nằm trong tất cả những cái sự mềm mại, thoải mái, nhẹ nhàng, uyển chuyển của cô ý. Và khi mà bạn biết một người phụ nữ đang ở trong cái năng lượng tính nữ của mình, bạn có thể nhìn thấy được nó rất là rõ thông qua cái cách mà cô ấy thể hiện bản thân, cái thần thái, cái vẻ đẹp, hay là cái ngôn ngữ cơ thể của cô ý, cái cách mà cô ấy tận hưởng cuộc sống, và cái cách mà cô ấy truyền tải những cái gì mà cô ấy có tới với những người xung quanh của mình.
Vậy nên để cân bằng được giữa hai năng lượng tính nam và tính nữ bên trong cơ thể của người phụ nữ, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tầng, những cái lớp khác nhau, không chỉ là về những cái tổn thương tâm lý, cảm xúc này, còn cân bằng cả về tính cách, cái cách cô ấy lựa chọn công việc, cái cách mà cô ấy tiếp cận cuộc sống, cái cách mà cô ấy thực sự lựa chọn những cái gì phù hợp với bản thân. Và sau đây sẽ là ba cách mà mình đưa tới với các bạn để giúp cho các bạn có thể cân bằng được tính nam và tính nữ bên trong bản thân mình, mà các bạn có thể áp dụng được ngay dựa trên ba tiêu chí thân, tâm và trí. Với cách đầu tiên đấy là về thân, thì như mọi người biết á, chị em phụ nữ chúng ta gần giống như là kiểu bọt biển vậy. Nhất là với những chị em phụ nữ nhạy cảm thì nó còn bọt biển nhân đôi nữa cơ. Nghĩa là chúng ta rất là dễ hấp thụ những cái năng lượng từ những người xung quanh, hấp thụ những cái sự tiêu cực, hoặc là hấp thụ rất là nhiều những cái cảm xúc này, suy nghĩ của mọi người xung quanh vào cơ thể của mình một cách vô thức mà mình không biết. Và vô tình á, khi mà chúng ta đi ra ngoài hoặc là chúng ta làm việc một ngày dài như vậy, chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể của mình rất là nhiều những cái năng lượng, và nó tạo nên rất là nhiều những cái cục năng lượng tắc nghẽn được ẩn giấu bên trong lớp cơ, lớp mỡ hoặc là trong lục phủ ngũ tạng của mình mà chúng ta không biết được. Và lâu ngày mà chúng ta không có những cái biện pháp hoặc là chúng ta không có ý thức để giải phóng nó đi á, thì nó sẽ khiến cho chúng ta rất là khô cứng, hoặc là bị tắc nghẽn năng lượng, hoặc là khiến cho chúng ta trở thành một người rất là cáu gắt này, bực mình, dễ cáu giận với những người xung quanh, thậm chí là để lại khá là nhiều những cái chứng đau đầu hoặc là đau cổ vai gáy, đau lưng, xương khớp nếu như mà để về lâu về dài. Vậy nên mình muốn các bạn dành ra cho bản thân mình từ 15 cho tới 30 phút một ngày có thể đứng lên và chuyển động cơ thể, cho phép bản thân mình được chuyển động một cách tự do và chuyển động theo một cái sự mềm mại và nữ tính nhất, dựa trên đúng tất cả những cái gì mà cái trái tim và những cái vẻ đẹp của tính nữ muốn các bạn thể hiện ra. Hãy cho phép bản thân mình thả lỏng này, thả trôi, tận hưởng và chuyển động cơ thể. Chuyển động tất cả những cái cánh tay, cẳng tay, ngực, thân, chân và mông, đùi, để cho bản thân mình có thể hoàn toàn thả lỏng ở cái khoảnh khắc hiện tại và chuyển động cái cơ thể của mình theo bất kỳ một cái cách nào mà nó muốn. Và khi mà các bạn cho phép bản thân mình làm như vậy á, các bạn không chỉ là giải phóng được tất cả những cái năng lượng bị tắc nghẽn bên trong, mà các bạn còn có thể giúp cho cái cơ thể của mình trở nên mềm mại hơn, và giúp cho cái cách mình đi đứng, cách mình nói chuyện, cách mình thể hiện bản thân á, nó mang một cái vẻ đẹp nữ tính nhiều hơn. Đặc biệt cái vùng mà các bạn cần phải chú ý nhất đấy là cái vùng tử cung, cái vùng xương chậu, bởi vì đấy là cái vùng của luân xa 2, luân xa của tính nữ, của năng lượng sáng tạo, của năng lượng của sự sinh sản. Và nếu như các bạn không có cái sự thả lỏng ở cái vùng cơ hông, cái cơ xương chậu đó á, thì nó sẽ vô tình đè nén rất là nhiều những cái năng lượng và hút rất là nhiều những cái năng lượng tiêu cực vào đó. Cái cách thứ hai mà mình muốn đưa tới với các bạn đấy là về tâm, tâm hồn và cảm xúc. Như các bạn biết thì phụ nữ chúng ta có rất là nhiều cảm xúc ở bên trong. Thế nhưng mà nếu như chúng ta không có ý thức trong việc cho phép bản thân mình ngồi xuống và cảm nhận cảm xúc, thì một là chúng ta sẽ ném rất là nhiều những cái cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài, rất là cực đoan những cái lúc mà chúng ta bị trigger. Hoặc là hai, chúng ta sẽ vô tình đè nén nó rất là nhiều ở bên trong. Không sao đâu, không có vấn đề gì đâu, trong khi thực ra là bản thân mình rất sao. Vậy nên mình muốn các bạn hãy ngồi xuống, đặt tay lên trái tim của mình, cảm nhận tất cả những cái cảm xúc mà nó còn tồn đọng bên trong cơ thể, những cái lúc mà nó trigger, những cái lúc mà mình cảm thấy tiêu cực, những cái lúc mà mình cảm thấy đi xuống. Đừng vớ lấy điện thoại, đừng vớ lấy Facebook, TikTok, iPhone hay là nói chuyện với người này người kia để quên đi tất cả những cái cảm xúc mà mình đang cảm thấy. Bởi vì các bạn càng cố gắng né tránh thì các bạn chỉ càng ném ra đằng sau mình một cái cục rác, và ngày nào các bạn cũng ném ra đằng sau mình một cái cục rác như vậy thì sẽ đến một ngày cục rác ấy nó trở nên rất là to và nó sẽ đổ ập lên các bạn. Và đến cái lúc đấy các bạn sẽ đi vào một cái tình huống đấy là sập hoàn toàn, không thể nào bật lại được công tắc nữa. Và khi mà các bạn vẫn vô tình ném ra rất là nhiều những cái rác ở đằng sau như vậy mà các bạn không đổ nó đi á, nó còn vô tình thu hút về những cái người đàn ông độc hại, thu hút về những cái người đàn ông không thực sự ở đấy với mình, hoặc là những cái tình huống mà lúc nào các bạn cũng phải gồng gánh và lúc nào các bạn cũng phải nhìn thấy bản thân mình kiệt quệ. Giống như các bà nội trợ vậy, ngày nào những cái người phụ nữ nội trợ cũng sẽ luôn ra ngoài đi đổ rác vào 6 giờ tối khi mà nghe tiếng chuông gõ kẻng keng keng keng. Vậy thì với bản thân chúng ta cũng như vậy thôi, những chị em phụ nữ chúng ta cũng có rác và chúng ta cũng cần phải đổ nó đi. Đừng chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ đổ rác cho gia đình nhà mình, mà chính bản thân chúng ta cũng sẽ tích tụ rất là nhiều những cái năng lượng mà chúng ta cần phải giải phóng. Và cách đơn giản nhất để bạn có thể giải phóng đấy là kết nối lại với con tim của mình và cho phép mình cảm nhận tất cả những cái cảm xúc bên trong đấy một cách hoàn toàn và trọn vẹn. Cách thứ ba đấy là về trí, mindset.
Trong cách này, mình muốn các bạn hãy tỉnh thức trong tất cả những cái hành động mà các bạn làm và liên tục hỏi xem mình đang làm cái hành động này dựa trên cái năng lượng tính nam của cái sự cạnh tranh, chiến đấu, của cái sự thể hiện bản thân mình, hay là mình đang thực sự làm nó từ cái năng lượng tính nữ của sự yêu thương, tận hưởng, khám phá, trải nghiệm, vui vẻ với cuộc sống. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản nha. Trong cái quá trình mà các bạn đi làm chẳng hạn, đôi khi các bạn sẽ được giao một cái bài tập nào đó, hoặc là một cái dự án, một cái cuộc thuyết trình nào đấy, và nếu như mà chúng ta không tỉnh thức, chúng ta rất là dễ sẽ bị thu hút những cái năng lượng bên ngoài, hoặc là chúng ta sẽ dễ đặt cái tâm của mình ra bên ngoài bằng việc là tôi phải làm cái gì đấy để tôi phải thể hiện là tôi làm rất tốt, tôi phải khẳng định được chính mình, tôi phải thể hiện được bản thân, hoặc là tôi có thể làm hài lòng được tất cả mọi người, tôi sẽ nói kiểu gì đó, hoặc tôi sẽ làm một cái điều gì đó mà khiến cho tất cả mọi người phải thích tôi. Và khi mà các bạn đã ở trong một cái mindset như vậy để làm việc hoặc là để vận hành cuộc sống, thì bất chấp là bên ngoài các bạn có ăn mặc những cái bộ đầm sang trọng, đi những cái đôi giày cao gót hay là make up đẹp như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn vẫn toát ra một cái năng lượng rất là nam tính, và các bạn vẫn chỉ đang vận hành ở năng lượng tính nam mà thôi. Thế nên cái cách để các bạn kết nối thực sự với năng lượng tính nữ trong cái đời sống hàng ngày, đấy là quan sát xem cái mindset của mình nó đang gọi lên cái năng lượng tính nam hay nó đang gọi lên cái năng lượng tính nữ mỗi khi mà mình thực hiện dự án, mình đi ký hợp đồng, mình đi nói chuyện, mình đi giao lưu, thương thảo, hay là mình làm bất kỳ một cái bài thuyết trình nào, thậm chí là về nhà mình nấu một cái bữa ăn. Mình có thực sự nấu một cái bữa ăn ở trong một cái năng lượng yêu thương, ở trong một năng lượng tính nữ của sự tận hưởng, vui vẻ hay không? Hay là mình đang nấu một cái món ăn chỉ để gọi là đấy, tôi nấu xong cái bữa ăn rồi đấy, đây là công việc hàng ngày tôi phải nấu, đây là điều hàng ngày tôi phải làm, đây là thứ mà ngày nào tôi cũng phải làm nên tôi phải thể hiện bản thân mình. Và cái sự khác biệt nó chính xác là nằm ở cái điều đó. Đây sẽ là ba cách đơn giản nhất mà mình đưa cho các bạn để các bạn có thể kết nối sâu hơn với cả cái tính nữ của bản thân mình và dần dần đưa bản thân mình trở lại được cái sự cân bằng trong cuộc sống. Và nếu như các bạn có bất kỳ những cái câu hỏi, thắc mắc hay cần sự tư vấn trợ giúp nào từ mình thì hãy nhắn tin cho mình hoặc là kết nối với mình ở cái trang web mà mình để bên dưới nhé.